thăm 16, tôi dùng cơ bắp để xung bó tu tiên. Ngươi xác định không ăn sao? Đó là thịt của yêu thú cấp 4 đó. Với trạng thái hiện tại của ta, chỉ có thể ăn một miếng cũng khó có thể trấn nháp được tinh khí ở bên trong. Cơ thể có thể sẽ nổ tung mà chết. Người này điên rồi sao? Chỉ là một miếng thịt nướng bình thường thôi, có tới mức khô trương như vậy không? Người này điên rồi sao? Cho dù cơ thể có mạnh tới mức nào, ăn nhiều thịt yêu thú cấp 4 như thế không sợ sẽ sản sinh ra dụng phụ sao? Nói ra thì ngươi sao là bị giả thú tấn công? Đầu tiên ta phải nhấn mạnh chút, đó không phải là một con lợn rừng bình thường, mà là một yêu thú cấp 4. Tiếp theo, ngươi cũng biết ta chính là mệnh lý sư. Khi bọn ta tu luyện công pháp, kỹ nhất là người bên cạnh quấy nhiễu. Vì thế, còn phải tìm một nơi không có người. Núi phía sau Ngự Lâm Tiên Môn Hồn Vu, tiếp giáp với biên giới Vạn Yêu Sơn Mạch, Ngự Lâm Tiên Môn, Vạn Yêu Sơn Mạch, biển vô tận. Vì thế hầu như không có ai tới. Chỉ là chỗ này rất ít xuất hiện tình trạng yêu thú thoát ra ngoài Vạn Yêu Sơn Mạch. Càng huống hồ, vì nó là cấp 4, yêu thú sống trong Vạn Yêu Sơn Mạch. Không phải bên trong đó xảy ra sự cố gì sao? Làm sao để đền đáp ngươi bây giờ? Ta không muốn đỡ nhân tình người khác. Hay là ta bố cho ngươi một quỷ tương lai nhá, giúp ngươi gặp dữ hóa lành. Ê, cái này cũng khá là thứ hiện tại, ta có thể sử dụng được đó. Bất quái, với thân phận hiện tại đang bị truy nã của mình, có lẽ không giúp được rất nhiều. Vậy thử xem thế nào. Mệnh lý sư, dự đoán tương lai, còn phải leo lên thang mệnh lý. Thang mệnh lý càng cao, tương lai được nhìn thấy càng nhiều, đương nhiên cái giá phải trả cũng càng lớn. Bắt đầu thôi. Sao có thở? Tại sao thang mệnh lý không xuất hiện? Mà lại xuất hiện một vũ môn. Nếu như bị một người mạnh mẽ có thêm thuật pháp để che giấu thiên cơ, vậy ta lúc này chắc chắn tới không gian đều không vào được. Nhưng với tình hình hiện tại, nó có tiến vào không gian cũng không thấy được tha mệnh cách. Lẽ nào tha mệnh cách giấu sau cánh cửa, còn phải mở ra mới có thể nhìn thấy? Không sao, ngươi không sao chứ? Thất bại rồi. Là học thuật của ta không tin sao? Hay là nói tương lai của người này không có cách nào nhìn thấy được? Hay là bỏ đi? Vốn dĩ có ngươi cũng chỉ là thuận tay. Không, ta không thích nợ nhân tình người khác. Nếu như tương lai của ngươi ta không tính được, vậy thì vẫn là trả lại ngươi thanh bạch được rồi. Thanh bạch? Không sai, thật ra vụ cửa hai ngày trước đều do Nước Thành điều khiển. Dù thường đó chính là môn khách nhà hắn. Thượng phẩm tinh nghiêm mà chúng ta mở cũng là được chuẩn bị từ trước. Chỉ là không ngờ tới trong đám tinh thạch bỏ đi lại có một cực phẩm tinh nghiêm bị người lấy mất. Sau đó âm mưu nói cho ngươi làm giả lên thịt, cũng là bởi vì muốn làm xấu thanh danh của ngươi. Quả nhiên là thế, ta đã nói mọi việc sao lại có thể như vậy. Nhưng cái tên vô thương đó chắc chắn đã gặp ác giả ác báo rồi. Ta sẽ đăng bài và tròn Liêu Thành, trả lại thanh bạch cho ngươi. Nhưng ngươi không phải thủ hạ của hắn sao? Làm như thế có bất lợi cho ngươi không? Trải qua lần sống chết này, ta dường như đã lấy lại được thứ mình đã làm mất. Yên tâm đi, không sao. Bản tin nóng, cậu có gian thương, người đến sau vụ cược đã lộ mặt. Rằng thật ta bị vu oan, hắn quả nhiên đang bài rồi. Hơn nữa còn nhanh như thế đã lên bản tin nóng rồi. Ngày thứ hai, đại biến chuyện, người đứng sau vụ cược hôm trước là chính là Phương Thiên Sóc. Kẻ trộm gọi là kẻ trộm, ba lần hành động liên tiếp của Phương Thiên Sóc. Phương Thiên Sóc nhận hối lộ rồi bắn đứng. Chuyện gì thế? Chỉ trong một đêm, trên bản đồ là bài mắng thiên Phương Thiên Sóc làm mời thủy quân rồi sao? Bản tin trong thập tam, ngươi vẫn ổn chứ? Có còn gửi tin nhắn an ủi hắn không?
Trạng thập tam, ngươi vẫn ổn chứ? Tới Nam Định nói chuyện chút đi. Nhã như thế đã trả lời rồi. Dù sao cũng là vì trả lại trong sạch cho mình mới gây ra bão gió thế này. Phải đi xem hắn thế nào. Không phải hiện mình gặp mặt ở đây sao? Ngươi đâu rồi? Dạ, ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Tới đây, nói chuyện cho tự tớ. Là các người biến hắn thành bộ dạng này sao? Bản đứng ta chính là kết quả thế này. Ít nhiều cũng là đồng môn, có còn phải ra tay nặng như thế? Hả? Đồng môn? Sao còn có một người chân thật như người chứ? Nếu người đã nói như thế, tốt lắm. Đứng lại. Nếu như còn tiến thêm một bước, cái mạng nhỏ này của hắn chưa chắc đã còn đâu. Quỳ xuống, dập đầu. Nếu như không làm theo, ta cũng sẽ lấy mạng hắn. Thật sự, mở cửa là thế giới nào? Mở miệng phản đồ vẫn giống y hệt. Người nói cái gì? Ta nói phải tính toán thế nào đi? Lúc nào thế? Quả nhiên là cái tự tin kiêu ngạo. Thần pháp quả thật là phi thường. Mọi người, lên! Cái gì? Hoàn toàn không có một động tĩnh. Lúc trước không thấy động tác của hắn, còn chỉ cho rằng do mình sơ suất. Bây giờ tập trung toàn lực cũng không thể nhìn rõ. Thiên cương sót. Cảnh giới này của ta cộng thêm chiến khí thiên giới. Không sợ, không lý nào lại sợ một học sinh mới như ngươi. Liêu Thành, kiếm đang cánh hậu kỳ, học sinh cũ của lớp thiên tử. Thế mà lời có thật khiến mình bị thương. Thanh kiếm đó không tầm thường. Xếp lép rồi chứ. Đỡ người nắm thử uy lực của thiên giới chiến khí. Phi kiếm quyết. Nếu ngươi đã dùng vũ khí, cái gì? Thiên giới chiến khí là bị bóp nát trong chốc lát rồi. Thứ ngươi dùng là vũ khí phẩm giới nào thế? Tạo hình chưa từng nhìn qua. Chờ chút. Chết, ta nhận thua. Thả cho ta một mạng đi. Ta đồng ý bồi thường cho ngươi. Ngươi đừng có làm lỗ. Ta chính là học sinh cũ ở lớp thiên tử. Ngươi có biết sau giờ học làm thế này, trên ta còn có người. Cái miệng này của ngươi ấy, nói cũng nhiều. Đánh chó cũng phải xem chủ. Ngươi chỉ là một học sinh mới, gan cũng lớn quá. Ý lực mạnh mẽ vậy. Chấp 27.